tiền của tao, mày đi mua cây son, mày mua cái này, đồ ăn cắp nè. Tôi sẽ đi tự tử chết cho mấy người vừa lòng. Ngày nào mẹ mẹ con bây giờ nằm đó về nơi quan tài à. Em có nhớ không mày, em còn nợ chị trăm hai mày ơi. Theo bạn, trong tập 6, ôi xin mày tự tử bằng cách nào? A. Uống trà sữa no quá, chết. B. Khóc nhiều quá, khô mắt, chết. C. Thấy đồng nghiệp và bà chủ khóc thương, xúc động quá, chết. D. Tự tử hoài vẫn không chết. Hãy comment câu trả lời của bạn vào phần comment của tập 6, phát sóng vào ngày 10 tháng 8 năm 2017 để nhận được 5 áo thun siêu cute nhé.